Đồng ra cúng cung ba xin mời cả nhà vái cụ hai vái. Tuần này hương tuần hương xin bày bắc trưởng nam lên tháp hai ba nén hương. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật này. Kim cơ tu vị Việt Nam quốc thái nguyên tịnh thái nguyên thành phố Tân Thành phường tổ mời y vu gia sư. Hôm nay là ngày mùng năm tháng mười nhâm dần niên, toàn thể các con các cháu nông thành quỳ trước hương án bàn thờ vọng linh hương hồn ni cha nà cụ. Mai quốc sùng đã đại hạn ngày mùng bốn tháng mười nhâm dần niên, hướng thượng thọ 93 tuổi. Giờ này đây toàn thể các con các cháu nội trai gái rể dâu cùng các cháu nội ngoại quỳ trước hương án bàn thờ vọng linh hương hồn cha, vọng linh hương hồn ông. Có mâm cơm ta bàn chén rượu chén nước khấn nguyện ba hồn bấy vía cha ở nơi nào cha về sới cơm đồng ra cúc cung nghị bái cả nhà vái cụ hai vái trầm tiểu xin mời bác ạ. Con trai của cụ này nên rót cho cụ ba nâng chén rượu. Mà hỡi cha ơi, chúng con thiết nghĩ nhân sinh đã tạ thế họa bấy người. Sống được 8, 9, 10, 10 tuổi đời. Đôi 3 năm cũng kể một đời, xong mệnh số biết làm sao tránh được. Cha ơi nhớ hồi thuở trước trong tuổi xuân xanh, ơn mẹ cha đã đạo cả sinh thành đêm ngày dạy dỗ đường ăn nối ở việc cửa việc nhà. Cha đã no bề nghi thất nghi ra cho sum họp chúc mai mấy đoan cương thượng đạo cả lòng những mong hiếu tháo đền ơn nếp cần kiệm hằng giữ sớm hôm nay mới được gia đình cơ chỉ. Cha mẹ đã ba no bấy nghĩ vất vả chăm bề lại no được họ nối kia tuy khó nhọc nhưng chưa thỏa dạ. Đồng ra cúc cung nhị bái cả nhà bái cụ hai bái tuần âm thực thực xin mời một bát con gái đến lấy cơm vào gắp thức ăn vào bát cho cụ. Cha ơi thời gian thơ
sớm thoát trôi đi. Một ngày dài thì thấm thoát đã trôi qua, giờ phút này đấy trời thì đã trở về tôi mất rồi. Trời mỗi ngày sáng cha đi thì chưa tối cha lại về bên các con các cháu bên mái ấm gia đình. Ngày hôm nay cha bỏ đi đâu trời, cha bỏ đi đâu, sao cha chẳng trở về. Cha ơi, lúc sống thì cha thường bảo rằng con gái thì nữ hạt mưa xa, mà rơi đâu ấm đó để mẹ cha yên lòng. Cha mẹ sinh ra con là phận gái má hồng. Cha ơi, lúc nhỏ thì con ở bên cha, con ở bên mẹ, bên mái ấm gia đình. Khi lớn lên 18 đôi 10 thì phận con là gái phải xuất gia đi lấy chồng. Cha ơi, phận con là gái phải xuất gia đi lấy chồng, an phận nhà chồng. Chẳng mấy chốc con gái về bên cha, về bên mẹ săn sóc sớm chiều. Những lúc cha mẹ ốm đau, trái nắng trở trời. Cha ơi, nhà cao cửa rộng thế này, các con các cháu của cha thì trai gái đủ đầy, sao cha chẳng ở, cha bỏ đi đâu cho đành. Cha ơi, lúc này đấy toàn thể cháu con xin chớp tay vai này, cha muốn ngã này. Cha ở nơi đâu cha hãy về, rơi mưa cơ mưa thường. Cha về đây rơi mưa cơ mưa thường với tất cả cháu cùng con. Cha ơi, Phật thì đã dạy chúng con rằng các con đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cả cuộc đời không ai vất vả bằng cha. Cha ơi, 93 mùa xuân qua cha vất vả tao tần, cha nuôi các con khôn lớn trọn thành, người xây dựng gia đình cho đứa nào đứa đó cũng yên mẹ ra thân. Có nhà cao, có cửa rộng, có cuộc sống đủ đầy. Cha ơi, các con chỉ mong sao còn có cha là niềm tin yêu, là chỗ dựa tinh thần cho các con các cháu ở đời. Nhưng ai con bờ đâu đêm ngày hôm qua, cha chút đi hơi thở cuối cùng, cha bỏ các con. Đau xót ra này con nhất bỏ không nghĩ. Con gọi cha ơi, mơ già ấm lòng cha chúng ta độ trì cho tất cả cháu cùng mẹ con mình. Đồng ra khúc cung nhị bái, tuần đĩa trà đếm trà, xin mời một bác quân dâu của cụ nên rót cho cụ chén nước.
Cha ơi, lúc sống thì cha thường bảo rằng con gái thì là con của người ta, còn con dâu mới chính thực mẹ cha đón về. Cha ơi, từ ngày con về làm dâu, con về làm dâu của cha của mẹ thì điều khôn lẽ dạy nông sâu. Lời cha mẹ dạy bảo con đâu dám phai mờ. Cha ơi, các con các cháu thì biết rằng tạo hóa sinh ra con người thì ai ai rồi trước sau cũng phải trở về nơi cát bụi mộ phần. Nhưng các con thương cha, các con thương cha, sáng ngày mai cha ra đi hành trang, cha mang theo thì chỉ là một tấm thân gầy. Ta thân rất sẽ chôn vùi đi tất cả, cháu con thì còn đâu thấy bóng dáng hiền hòa của cha nữa rồi, như những mọi khi. Cha ơi, vậy là từ nay trở ra đi thì tình nghĩa cha con ta cách trở chia đôi nẻo đường. Cha ra đi thì lấm hồ kia xanh thì cỏ ngoài đồng, lấm hồ kia xanh cỏ ngoài đồng mà chữ nghĩa là cha. Chỉ còn lại một đêm hôm nay, đêm đi bìa cuối ở cùng sáng ngày mai cha đi xa, cha về nơi an nghỉ bộ phận linh thiêng cha chứng phá độ trì cho tất cả cháu không bà con đồng đồng ra khúc cung nhẹ bái, cả nhà vái cụ hai vái, bình thân bình thân là tất cả các bác đứng dậy. Đồng ra bình bình thân khúc cung nệ tất, xin mời cả nhà vái cụ ba vái tự do. Kính thưa vong linh hương hồn của cụ Mai Quốc Sổng, kính thưa toàn thể tăng gia hiếu quyến. Vừa rồi đoàn nhạc hiếu cùng các con các cháu của cụ đã chúc thực khấn nguyện mời ba hồn bảy vía cụ về xới bữa cơm tối cùng các con các cháu. Giờ phút này đây toàn chúc thực mời cơm cụ đã xong, về xin trân trọng kính mời các ba con cháu của cụ này về vị trí để đón tiếp những phần lễ về thăm viếng vong linh hương hồn cụ. Cụ yên giấc nghỉ ngàn thu, phù hộ độ trì cho chúng cháu trên đời luôn được mạnh khỏe bình an. Truyền lời cảm ơn của gia đình tăng chủ, sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, mời quý vị lui chân ra bàn trà uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn.